197 thiên. Ngày 197. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Đúng vậy, em đặc biệt thích bộ đồ ăn uống kiểu Trung Quốc. 对啊，我特别喜欢中国风的餐具。 对, 啊, 我, 特, 别, 喜, 欢, 中, 国, 风, 的, 餐, 具, 对啊，我特别喜欢中国风的餐具。对啊，我特别喜欢中国风的餐具。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Giúp đỡ lẫn nhau. 互相帮助. Chưa cài đặt. Mấy hiểu an trang. Nhận được lời mời kết bạn chưa? Sâu tạo hảo hiểu sân chỉnh là mấy hiểu. Thực đơn. Thải tan. Thái độ phục vụ. Phú ủ thải tủ. Trà xanh và cappuccino. Lưu trà hờ cappuccino. Thôi, còn rất no. Xoan lờ, hãy khấn bảo. Ngại quá. Bù hào ý sử. Lúc nào về lúc đó đi. Sớm sớm hầu huế lại sớm sớm hầu chữ. Sớm đã quen rồi. Giáo chiều xí quản lợ. Khó trách, chẳng trách. Nán quải. Từ ngữ chuyên ngành. Chuyên nghiệp từ ngữ. Là quy định. Sự quy định. Chưa kịp quét dọn. Mấy lái tới chí đá xào sâu sử. Lần nữa cảm ơn bạn. Zài zì xie xie nǐ. Tối nay ăn lẩu. Jīn wǎn chī huo guō. Bên trong có cái siêu thị. Lǐ miàn you ge chāo shì. Chào chú ạ. Shù shù hǎo. Chỗ để xe chị phải nhớ kỹ đấy nhé. Thính chơ wèi nǐ ke yào jì hǎo. Cho khỏi quên. Miễn đỡ wǎng jì. Lâu lắm chưa ăn lẩu kiểu Trung Quốc rồi. Hào jiǔ mèi chī zhōng shì huo guō le. Hoan nghênh quý khách, kính chào quý khách. Hoan yīng guāng lín. Mấy cái chén trà này. Zhè xiē chǎ bèi. Đáng yêu. Kě ài. Đặc biệt thích. Thở biế xỉ khoan. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. Trung Quốc phong tờ chán chùy.